Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua XDS RC1, là dòng xe mang cái thương hiệu và đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe và được rất nhiều bác ưa chuộng với dòng xe này, vì nó là một chiếc xe mà một hãng xe mà luôn cho ra đời những chiếc xe giá rẻ, cấu hình cao. Thì hôm nay về một chiếc xe đạp đua khung full carbon và được sử dụng bộ chuyển động là group Shimano Tiagra để chuyển động là Shimano 105, và cái giá bán của em đang bán chiếc xe là 15.800.000, một cái mức giá rất là hấp dẫn cho một chiếc xe đạp full carbon và cấu hình cực kỳ là cao cấp, là những đồ cao cấp của dòng Shimano xe đua thôi. Đề đều Shimano 105 này, group và một bộ group trên này là Shimano Tiagra, tay lắc với đề chuyển số, đuôi đĩa trục rỗng của FSA thương hiệu Mỹ. Chuyển động là 10 tầng lít và 2 tầng đĩa, cho xe có 20 tốc độ khác nhau, vành nhôm 2 phân rất là đẹp, bánh sử dụng mây bi vòng bạc đạn các bác nhé. Toàn bộ phần khung của xe thì được bằng vật liệu carbon, các bác nhìn này, khung carbon, cách thiết kế khung cực kỳ đẹp, rất là thời thượng các bác nhé. Dây chạy âm sườn này, xe thì thiết kế vát khí động học cản gió để giúp các bác di chuyển trên đường nó đạt tốc độ rất là tốt, sẽ đi nhanh hơn. Phanh ba mảnh Techo các bác nhé, đây là phanh zin theo xe này, nước sơn nguyên bản do đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và được nhập khẩu về, nên là khung sườn nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Và còn tổng thể xe hay là chi tiết chuyển động thì còn rất là ngon. Dây chạy hết âm sườn, dây đề đến dây phanh, bộ tay lắc Tiagra với 10 speed này, thì cũng 10 lít này. Cái này là double này, cái này là 2 tầng đĩa này. Đây, trước cũng sử dụng bi vòng bạc đạn thôi. Cấu hình rất là tốt, tầm giá 15.800.000. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Chuyển động Shimano 105 cặp đĩa Tiagra với 10 tầng lít và 2 tầng đĩa, nó sẽ có 20 tốc độ khác nhau. Máy sử dụng là bi vòng bạc đạn, đạn thì như các bác có thể nhìn trên hình này, rất nhẹ nhàng mượt mà, lên xuống do tầng đấy êm ái. Và một chiếc xe đạp đua thương hiệu XDS cùng carbon, cấu hình cao, đang được bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 15.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.